Hello, hello mọi người ơi, lại là Thảo nha. Hôm nay Thảo đi rừng nè, hái nấm nè. Hái nấm bên mình kêu là cantharène, truck cantharène. Thì nó giống như nấm mèo vậy, mình cũng không biết kêu là nấm gì nha. Thì mùa này là cái mùa nấm trời mưa nhiều á, thì nấm đùi gà nó hết, thì nấm này nó lên nhiều lắm bà con. Hôm nay mình đi vô rừng mình hái nấm xong rồi về mình sẽ nấu hoành thánh nha mọi người. Nó mình sẽ làm món hoành thánh với lại cái nấm này, hồi đó giờ mình chưa có làm. Ok, mời mọi người cùng vào rừng với Thảo thôi và cùng làm hoành thánh nha. Hello, hello mọi người ơi, mọi người ơi. Hôm nay Thảo đã vô rừng nữa nè mọi người. Đang ở trong rừng nãy giờ á, tính đi kiếm nấm đùi gà mà nó không có nấm đùi gà, nó có rất là nhiều cái nấm cantharène nhỏ luôn nè. Đây là giờ mình hái mấy cái nấm đinh này ha, nấm đinh nè đó, đây, hái một ít nấm đinh đây rồi mình cho mọi người coi, quá sức quá tài luôn. Đây, tao cho mọi người coi. Quá sức luôn nè. Hả, nó. Nó nằm rải rác như vậy nè. Nó, thấy chưa? Nằm rải rác luôn. Nó nằm theo luống đó bà con, cái nấm nhỏ này nè. Nhưng mà khi nó có đó, là nó sẽ đi theo luống. Mọi người thấy không, luống nè. Đó, chưa hết luôn. Đây, đi theo luống qua tới bên đây luôn. Hả, đã chưa? Bây giờ Thảo lại hái lại tiếp nè. Đây, bây giờ Thảo hái tiếp nấm gai, nấm đinh á. Nãy giờ Thảo vô rừng. Đây. Mọi người thấy không, nó gì nè. Cái nấm mùa này, nấm đùi gà nó sắp hết rồi mọi người. Hết rồi, bây giờ tới cái mùa này nước xuống nhiều quá, mưa nhiều quá thì nó lên cái này nè. Mọi người thấy nấm này nấu cháo ngon lắm, xào cũng ngon nữa. Hôm nay cho từng người ta không có đi. Mọi người thấy không, nó nằm theo lúa. Và này Thảo đi hướng nó tủa qua hai bên nè mọi người thấy không, y chang như cái lá cây á, mọi người phân biệt không, nó y chang một cái lá cây, không khác gì một cái lá cây luôn. Hái đã luôn đó mọi người ơi, ngồi hái bên đây mà cứ nhìn qua bên kia coi nó có không. Mùa này thì cái này rất là nhiều rồi. Mình để lại đi. Mọi người coi nè, nó đang lên rồi, thấy không? Nó đang rú đầu lên. Đang rú đầu lên nhỏ nhỏ nhiều lắm. Mình chỉ hái nó cái bự bự thôi để mình mới thấy. Mình phải ôm được cái cua bên đó nha mọi người. Cua bên đó nó nhiều. Nhiều lắm mọi người ơi. Quá sức luôn nè. Mà cái cây này nè, nó nằm ở dưới cái chân rong á mọi người. Cái này là nó phải nằm ở ngay rong. Nè mọi người thấy không? Nó mình phải giặt nè, nó nằm múc ở dưới chân rong vậy nè. Này. Quá tài luôn các bà con. Nè. Nãy giờ Thảo hái được vịt rồi đó. Cái Thảo tính Thảo không có quay, mà sao Thảo thấy nó nhiều quá. Với lại mấy hai ngày nay Thảo cũng không có bỏ cái gì lên hết. Lên thôi, Thảo quay luôn. Quay tối Thảo cắt Thảo bỏ lên. Bồ đã chưa mọi người. Nhìn nó ngon lắm luôn bà con ơi. Ừ.
theo với lại tôm mình đã xay rồi nè. Đây, theo với tôm là mình đã xay sẵn rồi. Còn đây là nấm, nấm mà mình hái nè. Mọi người thấy không? Nấm mà mình hái. Đây, bây giờ mình sẽ thử trộn với thịt để mình gói nha mọi người, gói bình thánh đó, coi nó có ngon không ha. Cái hoành thánh, cái thịt mình đã ướp rồi nha mọi người. Giờ mình chỉ trộn bóp chung với nấm nè. Mình hồi đó giờ chưa ra nấm này, mình nấu cháo nè, mình xào nè, rồi mình chiên trứng nè, nhưng mà chưa bao giờ gói hoành thánh, cho nên hôm nay mình gói thử hoành thánh nha mọi người. Là hai, làm hai loại nhân, một loại thường là chỉ thịt rồi ướp vậy thôi rồi mình làm đó. Tô nè, lát nữa mình đem đi chiên, rồi mình đem đi luộc nữa, rồi ăn với nui, ăn với mì, ăn gì cũng được hết đó. Nhìn hấp dẫn chưa mọi người, thấy không? Đó nè, giờ mình sẽ gói nha. Đây, bây giờ mình sẽ luộc ăn thử nha mọi người. Khi mình bỏ nấm vô thì nó có cái màu nâu nâu vậy nè mọi người. Nhìn đẹp chưa bà con? Không bóng luôn. Và Thảo đã làm xong hoành thánh nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thảo. Chúc cả nhà mình có đầy đủ sức khỏe, vui tươi hạnh phúc bên gia đình. Và bây giờ Thảo sẽ review cái món nấm hoành thánh này ha. Cái hoành thánh nấm này ăn rất là ngon luôn. Tại vì Thảo thấy cái nấm này bỏ vô nó có cái cọng, ăn nó giòn giòn, mà nó thơm, mà nó ngọt, mà Thảo cảm thấy ăn rất là hợp luôn á. Nếu ai mà thích ăn nấm á, thì nên lấy nấm này làm hoành thánh nha. Thảo rất là vừa ý với cái món này luôn. Ok, Thảo tạm dừng video tại đây nha. Chúc cả nhà mình vui tươi hạnh phúc. Bye bye mọi người. No.
giòn giòn, nó nấm giống như nấm mèo vậy, ăn nó thơm, giòn giòn. Mọi người thấy nó nâu nâu nè, nó có cái cọng trong đây không ngon. Ngon, rất là ngon.